Xin chào các em, chào mừng Kem đến với lời giải hay.com. Hôm nay cô và Kem sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần Skills trong Review Number 3, trang số 37 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới tập 2. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau vào phần nhiệm vụ số 1 trong phần Reading. Nhiệm vụ số 1 của chúng ta là Read the passages, match the headings in the box with the paragraphs. Có nghĩa là chúng ta sẽ đọc bài văn, nối tựa đề trong khung với những đoạn văn. Ở đây chúng ta có 3 tựa đề là tựa đề đầu tiên Different Awards in the Oscars, có nghĩa là những giải thưởng khác nhau ở trong giải Oscar. Tựa đề thứ hai What are the Oscars? Giải thưởng Oscar là gì? Và tựa đề thứ ba The Oscar Statuette, có nghĩa là tượng Oscar. Chúng ta cùng nhau đọc đoạn A. The Academy Awards, commonly known as the Oscars, are the most famous film awards in the world. Có nghĩa là giải thưởng Hàn Lâm được biết đến như là giải Oscar, là một trong những giải thưởng phim nổi tiếng nhất thế giới. They have been held since 1929. Có nghĩa là nó đã được tổ chức từ năm 1929. They are called the Oscars after the Golden Statuette awarded to the winner. Nó được gọi là giải Oscar sau khi mà tượng vàng được trao cho người chiến thắng. Như vậy, trong đoạn A chúng ta đã biết được các thông tin về giải Oscar, về tên gọi, về giải thưởng về cái gì và được tổ chức từ khi nào, tại sao lại được gọi là giải Oscar. Do đó chúng ta thấy tựa đề phù hợp nhất với đoạn A chính là tựa đề số 2 What are the Oscar, có nghĩa là Oscar là gì. Chúng ta cùng nhau đến với đoạn B. The Oscar Statuette is officially called the Academy Award of Merit. Có nghĩa là tượng Oscar chính thức được gọi là giải thưởng Hàn Lâm cho những đóng góp xuất sắc. It is 13.5 inches high and weighs 8.5 pounds. Có nghĩa là nó cao 13.5 inch và nặng 8.5 pounds. The Oscar statuette was designed by Cedric Gibbons and sculpted by George Stanley. Có nghĩa là tượng Oscar thì được Cedric Gibbons thiết kế và được điêu khắc bởi George Stanley. It is a knight holding a crusader sword standing on a rear of fame. Có nghĩa là đó là một tượng kỵ sĩ cầm thanh kiếm của thập tự quân và đứng trên một cuộn phim. The first Oscar was given to Amy Jennings on May 16, 1929. Có nghĩa là giải thưởng Oscar đầu tiên được trao cho Amy Jennings vào ngày 16 tháng 5 năm 1929. Như vậy, thông tin ở đoạn B này là các thông tin nói về tượng vàng Oscar, như là tượng vàng Oscar thì được gọi là gì, nó cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu, và được thiết kế bởi ai, điêu khắc bởi ai, hình ảnh tượng là như thế nào. Cho nên chúng ta thấy tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn B là tiêu đề số 3, The Oscar Statuette, có nghĩa là tượng Oscar. Sau khi điền xong tiêu đề cho đoạn số 2 thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc đoạn C để xem nội dung của nó là nói về cái gì. The most important Oscar is the Best Picture Prize, which is given to the best film. Có nghĩa là giải thưởng quan trọng nhất trong giải Oscar là giải bộ phim xuất sắc nhất được trao cho phim hay nhất. Two other important awards are Best Actor and Best Actress in a Leading Role. Có nghĩa là hai giải quan trọng khác là nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất trong vai chính. There are lots of other prizes too, such as Best Director, Best Supporting Actor and Best Supporting Actress, Best Costume Design, Best Film Editing, etc. Có nghĩa là cũng có nhiều giải thưởng khác như là giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải diễn viên phụ, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, thiết kế phục trang xuất sắc nhất và biên tập phim xuất sắc nhất, vân vân. Thì ở đoạn C này chúng ta thấy nội dung của nó nói về các giải thưởng trong giải Oscar, đúng không nào? Quan trọng nhất là giải phim xuất sắc nhất, và có những giải khác như là diễn viên chính xuất sắc nhất, và ngoài ra cũng có khá là nhiều các giải khác như giải cho đạo diễn, cho thiết kế và biên tập phim. Như vậy đoạn C này của chúng ta nội dung nói về Different Awards in the Oscars, nó tương ứng với tiêu đề số 1, các giải thưởng khác nhau trong giải thưởng Oscar.
chúng ta đã hoàn thành xong việc gắn tiêu đề cho các đoạn văn trong đoạn. Thứ nhất, tiêu đề là What are the Oscars? Đoạn thứ hai, tiêu đề của chúng ta là The Oscar Statuette. Và đoạn thứ ba, đoạn C, tiêu đề của chúng ta là Different Awards in the Oscar. Có nghĩa là những giải thưởng Oscar. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong việc gắn tiêu đề cho ba đoạn văn. Đoạn A, tiêu đề của chúng ta là What are the Oscars? Có nghĩa là Oscar là gì? Đoạn B, tiêu đề của chúng ta là The Oscar Statuette, có nghĩa là tượng Oscar. Và đoạn C, tiêu đề của chúng ta là Different Awards in the Oscars, có nghĩa là những giải khác nhau trong giải thưởng Oscar. Như vậy chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong nhiệm vụ số 1 và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta là Read the passage again and answer the questions. Có nghĩa là chúng ta sẽ đọc đoạn văn một lần nữa và trả lời những câu hỏi sau. Câu hỏi số 1 của chúng ta là When were the Oscars first organized? Có nghĩa là giải thưởng Oscar được tổ chức lần đầu tiên vào khi nào? Ở đây chúng ta sẽ cùng tìm lại thông tin trong bài đọc để xem nó được tổ chức vào khi nào. Thì chúng ta có thể thấy, trở lại với phần bài đọc, chúng ta có thể thấy giải thưởng Oscar được tổ chức They have been held since 1929. Có nghĩa là nó được tổ chức lần đầu vào năm 1929. Chúng ta có thể dùng phần thông tin này để trả lời cho câu hỏi số 1 như sau. Câu hỏi số 1 chúng ta sẽ trả lời như sau. They were first organized in 1929. Có nghĩa là nó được tổ chức lần đầu vào năm 1929. They were first organized in 1929. Chúng ta tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của chúng ta là What are the awards named after? Có nghĩa là giải thưởng được đặt tên theo cái gì? Thì chúng ta có thể xem phần thông tin trong bài là They are called the Oscars after the Golden Statuette awarded to the winner. Có nghĩa là nó được đặt tên theo cái tượng vàng Oscar. Không. Cho nên chúng ta có thể dùng phần thông tin này để trả lời cho câu hỏi số 2 như sau. They are named after. Các em chú ý, cụm động từ named after có nghĩa là được đặt tên theo cái gì? Ở đây, they are named after the Oscar statuette. Câu hỏi số 2 chúng ta sẽ trả lời như sau. They are named after the Oscar statuette. Có nghĩa là giải thưởng được đặt tên theo tượng Oscar. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong câu số 2. Chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của chúng ta là Who is Cedric Gibbons? Có nghĩa là Cedric Gibbons là ai? Chúng ta tìm thông tin trong đoạn nói về tượng vàng Oscar thì chúng ta có thể thấy Cedric Gibbons là cái người thiết kế ra tượng Oscar. The Oscar statuette were designed by Cedric Gibbons. Chúng ta có thể dùng thông tin này để trả lời cho câu hỏi số 3. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 3 như sau. He is the person who decide the Oscar statuette Như vậy, câu số 3 chúng ta sẽ trả lời He is the person who decide the Oscar statuette. Có nghĩa là ông ấy là người đã thiết kế tượng Oscar. Chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 của chúng ta là Who received the first Oscar statuette? Có nghĩa là người đầu tiên mà nhận được tượng vàng Oscar là ai? Thì chúng ta thấy The first Oscar was given to Amy Jennings on May 16, 1929. Phần thông tin này chúng ta có thể sử dụng để trả lời cho câu hỏi số 4. Như vậy, Amy Jennings là người đầu tiên được nhận tượng Oscar.
Chúng ta sẽ trả lời câu số 4 như sau. Amy running receipt the first Oscar statuette Câu trả lời cho câu hỏi số 4 của chúng ta như sau. Emin Jennings received the first Oscar statuette. Có nghĩa là Emin Jennings là người nhận tượng Oscar đầu tiên. Chúng ta cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 là What is the best picture prize? Có nghĩa là giải phim xuất sắc nhất là gì? Thì chúng ta sẽ tìm thông tin trong phần các giải thưởng của Oscar. Thì chúng ta có thể thấy Best Picture Prize là giải thưởng quan trọng nhất của giải Oscar. The most important is Best Picture Prize, which is given to the best film. Và cái giải mà được trao cho bộ phim hay nhất. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng phần thông tin này trả lời câu hỏi số 5. Đã trả lời câu hỏi số 5 như sau. It is a prize. For the best film Câu trả lời cho câu hỏi số 5 của chúng ta là It is the prize for the best film Có nghĩa là đó là giải thưởng cho phim hay nhất Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong các câu hỏi trong phần nhiệm vụ số 2 Và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 3 Phần nhiệm vụ số 3 của chúng ta thuộc phần speaking. Chúng ta có nhiệm vụ như sau. Work in groups, có nghĩa là làm việc theo nhóm. Discuss the following questions. Chúng ta sẽ thảo luận những câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất là Which actors and actresses you know have been awarded an Oscar? Có nghĩa là bạn đã biết những cái diễn viên nam và diễn viên nữ nào mà từng nhận giải Oscar. Và câu hỏi thứ hai của chúng ta là Why do you think the Oscar are important to actors and actresses? Là tại sao bạn nghĩ giải Oscar quan trọng với nam nữ diễn viên? Thì đối với câu hỏi thứ nhất, hỏi về nam diễn viên và nữ diễn viên đã từng nhận giải Oscar, thì cô sẽ cung cấp cho game hai cái tên đó là Tom Hanks và Kate Winslet. Đó là hai diễn viên mà đã từng được nhận giải Oscar. Tom Hanks đã nhận giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất và Kate Winslet đã nhận giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Và đối với câu hỏi thứ hai thì tại sao cái giải thưởng này lại quan trọng với các diễn viên nam nữ diễn viên thì chúng ta có thể thấy giải thưởng này chứng minh được tài năng diễn xuất của họ là vì This prize proves their talent in acting. Đó là do this prize proves their talent in acting. Có nghĩa là giải thưởng đó chứng minh được tài năng diễn xuất của họ. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 3 và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 4. Nhiệm vụ số 4 của chúng ta thuộc phần listening. Chúng ta có nhiệm vụ là Me and Nick visit Miss Hua at home. Listen to the conversation. Write true or false. Có nghĩa là Me và Nick thăm cô Hoa ở nhà. Hãy nghe đoạn đối thoại của họ, viết đúng hoặc là sai. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn audio nhé. Review 3. Review 3. Page 37. Listening. Activity 4. Me and Nick visit Miss Hua at home. Listen to their conversation. Write true or false. Oh, hi, me and Nick. Come in.
It's the first time you've come to my house, isn't it? Yes, it is. Wow, look! Miss Hua, those photos on the wall are so beautiful. I can see you among lots of tulips. Where did you take the photos? At the Tulip Time Festival in Holland? I've been there once. No, these photos were taken at the Tesla Tulip Festival in Melbourne, Australia. You know, I went to Melbourne last September to visit my son. What did you do there, Miss Hua? There were lots of interesting activities. Look at these people in traditional Dutch costumes and clogs. I saw them perform Dutch folk dancing. I also enjoyed delicious Dutch food and drinks. I saw people in traditional clothes and dancing in the Tulip Time Festival, but I didn't try Dutch foods and drinks. I liked the parade. The amazing floats were my favourite thing. I didn't watch any parades, but I listened to folk music there. Như vậy cô và Kim đã cùng nhau lắng nghe xong đoạn hội thoại. Cô sẽ dịch qua đoạn hội thoại để Kim nắm được nội dung nhé. Cô Hoa: Ồ, xin chào Mi và Nick, vào đi nào. Đây có phải lần đầu tiên các cháu tới nhà cô không? Mi trả lời: Vâng, đúng rồi ạ. Wow, nhìn này cô Hoa, những bức hình ở trên tường thật là đẹp. Cháu có thể nhìn thấy cô đứng giữa rất nhiều hoa tulip. Nick hỏi: Cô chụp những tấm hình này ở đâu vậy? Có phải ở lễ hội Tulip Time ở Hà Lan không? Cháu đã tới đó một lần. Cô Hoa trả lời: Không, những bức hình này được chụp ở lễ hội Tesla Tulip ở Melbourne, Úc. Cháu biết là cô đã tới Úc vào tháng 9 năm ngoái để thăm con trai cô. Mi hỏi: Cô làm gì ở đó cô Hoa? Cô Hoa trả lời: Có rất là nhiều hoạt động thú vị ở đó. Hãy nhìn những người ở trong trang phục truyền thống và guốc gỗ truyền thống của Hà Lan. Cô đã xem họ múa dân gian Hà Lan. Cô cũng rất là thích những cái món ăn và đồ uống Hà Lan rất là ngon ở đây. Nick: Cháu đã nhìn thấy người trong những trang phục truyền thống và múa ở lễ hội Tulip Time, nhưng cháu chưa từng thử đồ ăn hay đồ uống của Hà Lan. Cháu thích màn diễu hành, có những xe diễu hành rất là đẹp là điều cháu thích. Cô Hoa trả lời: Cô không hề xem bất cứ một cuộc diễu hành nào, nhưng cô đã nghe nhạc dân gian ở đó. Như vậy, cô và Ken đã nắm được nội dung của cuộc hội thoại và chúng ta đi vào hoạt động số 4. Hoạt động số 4 của chúng ta, câu đầu tiên: Me and Nick have been to Miss Hua's house before. Có nghĩa là Me và Nick đã từng đến nhà cô Hoa trước đây. Thì chúng ta có thể thấy thông tin trong đoạn hội thoại Me và Nick. Khi cô Hoa hỏi rằng: Chào Me và Nick, vào đi, đây có phải lần đầu tiên các cháu tới nhà cô không? Thì Me đã trả lời là: Vâng, đúng rồi ạ. Do đó đây là lần đầu tiên Me và Nick đến nhà cô Hoa. Và cái thông tin mà Me và Nick đến nhà cô Hoa lần đầu tiên thì là một thông tin sai. Chúng ta sẽ điền false cho câu số 1. Chúng ta chuyển tiếp sang câu số 2. They saw some pictures in an album. Có nghĩa là họ đã nhìn thấy một vài tấm hình ở trong quyển album. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với đoạn hội thoại. Mi nói rằng: The photos on the wall are so beautiful. Có nghĩa là những bức hình trên tường thật là đẹp. Do đó Mi và Nick đã nhìn thấy hình ở trên tường chứ không phải ở trong cuốn album. Cho nên thông tin được đưa ra câu số 2 là một thông tin sai. Chúng ta tiếp tục chọn false. Chúng ta chuyển sang câu số 3. Nick has been to the Tulip Festival in Holland. Có nghĩa là Nick đã từng đến lễ hội hoa tulip ở Hà Lan. Thì chúng ta có thể xem thông tin ở đây. Khi mà Nick hỏi cô Hoa rằng cô chụp những tấm hình này ở đâu, có phải ở lễ hội Tulip Time ở Hà Lan không? Và cháu đã tới đó một lần. Thông tin được đưa ra là Nick đã tới lễ hội hoa Tulip Time ở Hà Lan. Cho nên đáp án của câu số 3 là chủ một đáp án đúng. Chúng ta chuyển tiếp sang câu số 4. Câu số 4 của chúng ta là Miss Hua went to the Tulip Festival last September. Có nghĩa là cô Hoa đã đến lễ hội hoa tulip vào tháng 9 năm ngoái. Chúng ta có thể xem thông tin trong đoạn hội thoại. Cô Hoa nói rằng: The photos were taken at the Tesla Tulip Festival in Melbourne, Australia. Có nghĩa là những bức hình này đã được chụp ở lễ hội Tesla Tulip ở Melbourne, Úc. Và I went to Melbourne last September to visit my son. Có nghĩa là cô Hoa đã đến Melbourne vào tháng 9 năm ngoái để thăm con trai của cô ấy. Cho nên thông tin đưa ra là cô Hoa đã từng đến lễ hội hoa tulip vào tháng 9 là một thông tin chính xác. Câu số 4 chúng ta sẽ chọn true.
Câu số 5, thông tin trong câu số 5 là Miss Hua's son is in Melbourne, có nghĩa là con trai của cô Hoa thì ở Melbourne. Chúng ta có thể nhìn thấy trong đoạn cô Hoa nói rằng I went to Melbourne last September to visit my son, có nghĩa là cô đã đến Melbourne vào tháng 9 năm ngoái để thăm con trai cô. Cho nên con trai, thông tin con trai cô Hoa ở Melbourne là một thông tin đúng. Và câu số 5 chúng ta sẽ chọn true. Sau khi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ số 4, cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 5. Nhiệm vụ số 5 của chúng ta là Listen to the conversation again, có nghĩa là chúng ta sẽ nghe lại đoạn hội thoại một lần nữa. Who does the following things, có nghĩa là ai đã làm những hoạt động dưới đây. Tick the appropriate column, chúng ta sẽ đánh dấu tick vào cột tích hợp. Sometimes you may need to tick both, có nghĩa là có một số chỗ thì chúng ta có thể tick vào cả hai. Ở đây chúng ta có Miss Hoa ở một cột và Nick ở một cột, nghĩa là cô Hoa và Nick. Hoạt động số 1 là try that food and drink, nghĩa là thử các món ăn và đồ uống của Hà Lan. Hoạt động số 2 là watch traditional dance dancing, nghĩa là xem những cái màn múa, nhảy múa truyền thống của Hà Lan. Số 3 là watch parade, có nghĩa là xem diễu hành. Số 4 là listen to folk music, là nghe nhạc dân gian, dân ca. Số 5 là were interested in the festival, có nghĩa là rất là hào hứng với, thích thú với cả cái lễ hội này. Thì cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe lại đoạn hội thoại nhé. Review 3, page 37. Listening. Activity 5. Listen to the conversation again. Who did the following things? Tick the appropriate column. Sometimes you may need to tick both. Oh, hi, me and Nick. Come in. It's the first time you've come to my house, isn't it? Yes, it is. Wow, look! Miss Hua, those photos on the wall are so beautiful. I can see you among lots of tulips. Where did you take the photos? At the Tulip Time Festival in Holland? I've been there once. No, these photos were taken at the Tassler Tulip Festival in Melbourne, Australia. You know, I went to Melbourne last September to visit my son. What did you do there, Miss Hua? There were lots of interesting activities. Look at these people in traditional Dutch costumes and clogs. I saw them perform Dutch folk dancing. I also enjoyed delicious Dutch food and drinks. I saw people in traditional clothes and dancing in the Tulip Time Festival, but I didn't try Dutch foods and drinks. I liked the parade. The amazing floats were my favourite thing. I didn't watch any parade, but I listened to folk music there. Như vậy cô và Kay đã cùng nhau lắng nghe xong đoạn hội thoại và chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm phần nhiệm vụ số 5. Đối với hoạt động đầu tiên try just fruits and drink, chúng ta có thể thấy trong đoạn hội thoại cô Hoa đã nhắc đến rằng I also enjoy delicious just fruits and drinks, có nghĩa là cô ấy rất thích những món ăn và đồ uống rất là hấp dẫn ở Hà Lan. Còn Nick thì nói gì ạ? I didn't try just fruits and drinks, có nghĩa là Nick đã không thử đồ ăn và đồ uống ở Hà Lan. Sau đó đối với người mà thử đồ ăn và đồ uống Hà Lan thì chúng ta sẽ tích vào Miss Hoa. Đối với câu số 2, watch traditional Dutch dancing, có nghĩa là xem những cái màn múa truyền thống ở Hà Lan, thì chúng ta sẽ tìm lại thông tin trong đoạn hội thoại. Chúng ta có thể thấy cô Hoa nói rằng I saw them perform Dutch folk dancing, có nghĩa là cô nhìn thấy họ biểu diễn những cái điệu múa dân gian của Hà Lan. Còn Nick thì nói rằng I saw people in traditional clothes and dancing in the Tulip Time Festival. Cháu cũng nhìn thấy mọi người trong trang phục truyền thống và nhảy múa ở lễ hội Tulip Time. Cho nên người mà đã xem màn biểu diễn truyền thống này là cả cô Hoa và Nick. Chúng ta sẽ tích vào cả hai cột. Sang đến hoạt động thứ ba là watch parade, có nghĩa là xem diễu hành. Thì chúng ta có thể tìm lại thông tin trong đoạn. Cô Hoa có nói rằng I didn't watch any parade, có nghĩa là cô không hề xem diễu hành. Còn Nick thì nói rằng I like the parade, cháu thích
cả những cái cuộc diễu hành. The Amazing Float were my favorite thing. Có nghĩa là những cái xe diễu hành rất là hoành tráng là cái thứ mà cháu yêu thích. Như vậy Nick là người đã xem diễu hành. Chúng ta sẽ tích vào cột Nick. Đối với hoạt động là listen to folk music, tức là nghe nhạc dân gian, thì chúng ta có thể thấy ở đây cô Hoa nói rằng I listen to folk music there. Cô đã nghe nhạc dân gian ở đây. Còn Nick thì không hề đề cập đến việc là đã nghe nhạc trong suốt cái phần nói của mình. Cho nên đối với người đã nghe nhạc thì chúng ta sẽ tích vào cột cô Hoa. Với hoạt động số 5 là were interested in the festival. Chúng ta thấy cả cô Hoa và Nick cũng rất là thích cái hoạt động ở lễ hội. Cô Hoa thì đã nói rằng there were a lot of interesting activities, có nghĩa là có rất là nhiều hoạt động thú vị ở lễ hội, thì chứng tỏ là cô Hoa rất là yêu thích lễ hội. Còn Nick cũng nói rằng Nick thích những cái diễu hành, những cái xe diễu hành rất là đẹp ở lễ hội. Cho nên chúng ta có thể đoán ra rằng hai người này đều rất là ưa thích, cảm thấy hứng thú với lễ hội này. Were interested in the festival. Chúng ta sẽ tích cả vào cô Hoa và Nick. Như vậy cô và Ken đã cùng nhau hoàn thành xong hoạt động số 5. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ số 5, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 6. Nhiệm vụ số 6 của chúng ta là writing, là một nhiệm vụ về phần kỹ năng viết. Chúng ta có nhiệm vụ là imagine that you and two friends are going to attend a festival 10 km away. Có nghĩa là em hãy tưởng tượng rằng bạn, em và hai người bạn sẽ tham dự một lễ hội cách đó 10 km. You are discussing what means of transport to use. Các em có thể bàn bạc thượng phương tiện để sử dụng bus, bicycle or taxi, xe buýt, xe đạp hoặc là taxi. Read the email from one of your friends, Mai, and write a reply. Có nghĩa là các em sẽ đọc email từ một người bạn là Mai và viết câu trả lời. Thì email đó như sau, được gửi từ mai@fastmail.com với nội dung là going to the festival, tức là đi tới lễ hội. Nội dung bức email như sau. Hi there, xin chào. I think we should go to the festival by bicycle. Mình nghĩ chúng ta nên đến lễ hội bằng xe đạp. It's only 10 km away. Nó chỉ cách khoảng 10 cây số. My father going to cycle there with us. Ba mình sẽ đi bằng xe đạp đến đó cùng chúng ta. Did you remember last month we cycled to Phong's house? Bạn có nhớ tháng vừa rồi chúng ta đã đạp xe đến nhà của Phong không? It's about 6 kilometers. Nó khoảng 6 cây số. Also, on the way back from the festival, we can visit my grandmother. Có nghĩa là cũng trên đường từ lễ hội về, chúng ta có thể đến thăm bà mình. She lives near there. Bà sống ở gần đó. Reply soon and let me know your opinion. Có nghĩa là trả lời sớm và cho mình biết ý kiến nhé. How do you want to travel there? Các bạn muốn đi bằng gì? Cheers, thân ái, Mai. Như vậy, để đáp lại nội dung bức email này thì chúng ta cần viết một email đáp lại để thảo luận về việc là chúng ta sẽ di chuyển bằng gì đến lễ hội. Thì cô và em sẽ cùng nhau viết bức email này nhé. Phần nhiệm vụ số 6, taxi. Đầu tiên email chúng ta sẽ chào Mai. Hi Mai. Nó sẽ nói rằng đi xe đạp là một ý kiến hay. Bicycle is a good idea. Đạp xe tốt cho sức khỏe và đó là một dịp tốt để chúng ta luyện tập thể dục. Cycling is good for our health. And it's a good occasion for us to do exercise Chúng ta nên kiểm tra xe đạp của mình trước chuyến đi không nào? We should check our bicycles carefully before the trip.
chúng ta cũng mặc áo khoác, đội nón, đeo găng tay, kính mắt và chuẩn bị bánh cùng với nước, đúng không nào? We also wear coat, hat, glove, sunglasses, and prepare some snacks. And bottle of water. Tớ sẽ đạp xe đến nhà Hoa trước và sau đó bọn mình sẽ đến nhà cậu. I will ride to Hoa house fully and then both of us will get to the house. I will ride to Hoa house firstly, and then both of us will get to the house. Chúng mình sẽ cùng ba cậu khởi hành từ nhà cậu. We and your father will start at your house. Mình nghĩ chúng ta sẽ mất không tới một giờ từ nhà cậu đến đi đến lễ hội. I think it will take less than 1 hour from your house to the festival. Sau khi kết thúc nội dung thì chúng ta sẽ hỏi về một người bạn khác. How about Hoa? Còn Hoa thì sao? Chúng ta ký tên. Cheers. Chúng ta điền tên của chúng ta ở dưới. Như vậy chúng ta có thể có một đoạn email hoàn chỉnh như sau. Hi my bicycle is a good idea. Cycling is good for our health and it's a good occasion for us to do exercise. We should check our bicycles carefully before the trip. We also wear coat, hat, glove, sunglasses and prepare some snacks and bottle of water. I will ride to Hoa house firstly and then both of us will get to the house. We and your father will start at your house. I think it will take less than 1 hour from your house to the festival. How about Hoa? Cheers, ký tên. À đúng không nào? Xin chào Mai, mình nghĩ đạp xe là một ý kiến hay. Đạp xe tốt cho sức khỏe của chúng ta và đó là một dịp tốt để chúng ta tập thể dục. Chúng ta cần kiểm tra xe đạp một cách kỹ lưỡng trước khi chuyến đi. Chúng ta cũng phải mặc áo khoác, đội nón, đeo găng tay, kính mắt và chuẩn bị một số đồ ăn vặt và vài chai nước. Mình sẽ đạp xe đến nhà Hoa trước và sau đó bọn mình sẽ cùng đến nhà bạn. Chúng mình sẽ cùng bố bạn khởi hành từ nhà bạn. Mình nghĩ rằng nó chỉ mất khoảng ít hơn 1 tiếng đồng hồ từ nhà bạn cho đến lễ hội. Còn Hoa thì sao? Thân ái, ký tên. Như vậy cô và Kim đã cùng nhau hoàn thành hết các bài tập trong phần Skills Review number 3, trang số 37 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới tập 2. Các em hãy theo dõi lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Xin chào!